À, người chơi điện tử vừa mới lập kênh mới, tên là Mì Tôm Hai Trứng. Anh em ghé qua rồi ấn sub để đón chờ những content về game mới thật thú vị nhé. Link kênh ở dưới phần mô tả. Trước khi vào video, tôi dám chắc 99% những người đang xem đều có ít nhất một tài khoản Facebook trở lên. Người yêu cũ tôi thậm chí còn có 3 đến 4 cái. Còn nếu các bạn không có Facebook thì một là bạn quá già để xem video này, và hai là các bạn chưa cai sữa mẹ. Facebook trong một thập kỷ trở lại đây đã tiến hóa thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhiều người. Đến nỗi giới khoa học còn có hẳn một chứng bệnh được gọi là hội chứng nghiện Facebook, dành cho những người không thể sống thiếu ứng dụng này trong cuộc sống hàng ngày. Với quy mô khổng lồ trải khắp hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, ít ai biết được rằng đế chế không tưởng này lại được xây dựng trên đúng hai sinh viên trẻ tại một căn phòng ký túc xá chật hẹp tại Đại học Harvard. Thế nhưng trên con đường phát triển của mình, Facebook đã vướng phải nhiều lùm xùm, dẫn đến sự ra đi của những người đồng sáng lập, mà nổi tiếng nhất trong số đó là Eduardo Saverin. Đấy là còn chưa kể đến một bí mật tới giờ vẫn chưa có lời giải đáp thỏa đáng. Đó là có hay không việc Mark Zuckerberg ăn cắp ý tưởng của bạn học để xây dựng nên một đế chế tỷ đô như hiện nay? Tất cả những chuyện thâm cung bí sử kể trên sẽ được tôi kể lại cho các bạn nghe qua bộ phim cực kỳ hấp dẫn sau đây, The Social Network, hay tên tiếng Việt là Mạng Xã Đàn. Nội dung chính của phim xoay quanh một vụ kiện đầy trái ngang giữa ba bên. Trước hết là Mark Zuckerberg, nhà sáng lập aka cha đẻ của Facebook. Thứ hai là Eduardo Saverin, bạn thân cũ và cũng là người đồng sáng lập ra mạng xã hội này. Bên thứ ba đó là hai anh em sinh đôi nhà Winklevoss, người đã truyền ý tưởng của mình cho Mark để anh có thể tạo ra một đế chế tỷ đô như bây giờ. Cụ thể, anh em nhà Winklevoss kiện Mark Sun vì đã ăn cắp ý tưởng của mình để tạo ra Facebook. Còn Eduardo Saverin thì kiện Mark Sun vì đã làm ăn chia chác không xanh chín, vong ơn bội nghĩa. Vậy đầu đuôi câu chuyện này là như thế nào? Hãy cùng tôi tua ngược thời gian về tháng 11 năm 2003, thời điểm mà Mark Sun vẫn đơn thuần chỉ là một cậu sinh viên trẻ, giỏi công nghệ nhưng tồi tệ trong giao tiếp. Mọi người xung quanh hầu như rất khó để duy trì cuộc trò chuyện với Mark. Để rồi vào một buổi tối định mệnh, Mark đã chính thức bị người yêu đá đít bởi tính khí khó ưa không thể nào yêu nổi của mình. Trở về nhà trong tâm trạng tờ ê tê nặng nề, Mark bắt đầu say xỉn và lên mạng bóc phốt người yêu cũ của mình một cách thậm tệ. Cảm thấy chưa đủ thỏa mãn, Mark đã dùng toàn bộ kiến thức IT học được từ diễn đàn VOZ để tạo nên một trang web mang tên FaceSmash. Trang web này một cách thô thiển là cho phép toàn bộ nam sinh trong trường lựa đào một cách công khai. Nó như một trò chơi nhỏ, nơi bạn có thể chọn người con gái mà bạn nghĩ là xinh đẹp hơn những người còn lại. Tuy nhiên khi đang làm đến giữa chừng thì Mark bắt đầu gặp vấn đề với những thuật toán. May thay, người bạn giàu có thông minh của anh xuất hiện, và không ai khác, đó chính là Eduardo Saverin. Anh này là một ông trùm thuật toán, kẻ hủy diệt 300 bài cốt thiếu nhi, bài toán nào cũng có thể giải được, ngoại trừ việc cứu quen. Anyway, với sự giúp đỡ kịp thời của Saverin, FaceSmash đã chính thức đi vào hoạt động. Tuy mới chỉ đi vào hoạt động không lâu, thế nhưng FaceSmash đã nhanh chóng trở thành một cơn sốt nhỏ trong nội bộ các sinh viên ở ký túc xá. Ai nấy đều rất đào hứng với việc chọn đào, ngồi bình phẩm, em này ngon, em kia ngon. Thế nhưng lượng truy cập cao bất thường đã vô tình đánh sập hoàn toàn hệ thống mạng của trường đại học Harvard, báo hại các thầy phụ trách phải tỉnh dậy giữa nửa đêm để giải quyết vấn đề. Sau hơn 4 tiếng điều tra, nhà trường đã triệu tập Mark lên hội đồng kỷ luật và bắt anh kiểm điểm về những việc mình đã làm. Chàng sinh viên trẻ lúc ấy không những không sợ mà còn tỉnh bơ trước những lời tra hỏi dồn dập đến từ ban giám hiệu nhà trường. Những ngày đi học sau đó, Mark bắt đầu bị ghét, đặc biệt là phái đẹp, vì cái tội dám đem phụ nữ ra để bình phẩm và làm trò. Tuy nhiên khi cả thế giới quay lưng lại với Mark, thì anh em sinh đôi nhà Winklevoss lại xuất hiện. Thằng anh tên là Cameron Winklevoss, còn thằng em là Tyler Winklevoss. Tôi xem phim xong vẫn chưa phân biệt được hai ông này, nhưng mà không quan trọng. Quan trọng là hai anh em nhà này cực kỳ ngưỡng mộ Mark. Sau khi chứng kiến anh một mình đánh sập hệ thống bảo mật của trường, một tài năng trẻ như vậy không tuyển mộ về thì quá phí. Đặc biệt là trong bối cảnh anh em nhà Winklevoss đang có một ý tưởng cực kỳ táo bạo, chỉ còn thiếu một lập trình viên xuất chúng nữa là xong. Chuyện là hai anh em nhà Winklevoss cùng một ông bạn châu Á này nữa đang ấp ủ một ý tưởng mang tên Harvard Connection, một mạng xã hội thu nhỏ của trường Harvard, nơi các sinh viên trong trường có thể tụ hội và kết bạn với nhau. Không cần giải thích gì thêm, Mark ngay lập tức đồng ý tham gia. Tuy nhiên, anh em nhà Winklevoss không ngờ rằng chữ M trong tên của Mark là viết tắt của MTP, hay dịch nôm na là đạo sĩ. Mark ngay lập tức lên ý tưởng để tạo ra một mạng xã hội của riêng mình. Tuy nhiên, để hiện thực hóa giấc mơ đó, Mark cần tiền để mua máy móc, thuê máy chủ và nhiều chi phí khác. Thật may, Mark tuy nghèo nhưng anh vẫn có một ông bạn thân chả có gì ngoài tiền. Và thế là Mark rủ dê Saverin cùng tham gia vào ý tưởng lần này của mình. Nếu thành công, Mark hứa sẽ chia lợi nhuận theo tỷ lệ 7-3. Saverin nắm 7 phần, còn Mark chỉ nắm giữ 3 phần mà thôi. Là một nhà đầu tư có tầm nhìn xa trông rộng, Saverin đã đồng ý offer của Mark và cả hai cùng nhau lên thuyền. Những ngày sau đó, Mark gần như dồn toàn bộ sức lực của mình để ngồi viết code và thiết kế trang web cho đứa con cưng. Trong lúc Mark vẫn đang say sưa với đống code củng của mình, thì anh em nhà Winklevoss như đang ngồi trên đống lửa, vì đã mấy ngày trôi qua rồi vẫn chưa thể nào liên lạc được với Mark. Chả biết ông nhói có định làm nữa hay thôi. Tất nhiên là Mark vẫn làm rồi.
nhưng mà là làm một mình. Ngày qua ngày, Mark dần hoàn thiện các tính năng và giao diện cho đứa con của mình. Anh dự định sẽ đặt tên cho nó là The Facebook. Và rồi cuối cùng, ngày hái quả ngọt cũng đã đến. The Facebook chính thức được hoàn thiện. Tuy nhiên do vòng bạn bè của Mark quá ít, anh không thể quảng bá trang web đến rộng rãi sinh viên trong trường học. Rất may, Savrin là bình gôn của Harvard. Quan hệ nhiều nên khá rộng. Thông qua mạng lưới bạn bè của Savrin, The Facebook đã được giới thiệu tới nhiều sinh viên khác trong trường. Đúng như dự tính của Mark, Facebook trong ngày đầu tiên ra mắt đã tạo nên một cơn sốt gần 1.000 lượt đăng ký chỉ sau vài tiếng xuất hiện. Và thế là kết bạn với tao dần trở thành câu nói cửa miệng của nhiều sinh viên Harvard trong những ngày sau đó. Vụ việc này đã rất nhanh chóng lan tới tai anh em nhà wing của Voss và ông châu Á, khiến cả ba vô cùng tức giận vì bị một thằng danh con năm 2 outplay một cách ngoạn mục. Cả ba bàn nhau kế hoạch để kiện chết của đĩ mẹ thằng Maxon, hoặc thậm chí là gọi người đến đánh cho mất khả năng lập trình luôn nếu cần thiết. Tuy nhiên do bản chất con nhà gia giáo nên mấy vụ kiện tụng thế này mấy anh em cũng không thạo lắm, với cả cũng chẳng có bằng chứng nào cho thấy Mark ăn cắp ý tưởng cả. Trong lúc anh em nhà wing của Voss đang đau đầu tìm cách đối phó thì Mark đã dục dịch bắt đầu những bước tiếp theo của mình. Anh dự định sẽ tiếp tục mở rộng quy mô của The Facebook sang nhiều trường đại học khác vì Mark tin rằng tiềm năng của The Facebook là cực kỳ lớn. Rất nhanh, kế hoạch bành trướng của Mark đã lan tới tai của anh em nhà wing của Voss. Tất nhiên, sợ hãi chính là cảm xúc của mấy anh em vào lúc này. Vì hơn ai hết, cả ba hiểu rằng The Facebook ngày càng lớn mạnh thì hy vọng của mấy anh em sẽ ngày càng bị dập tắt. Ai thèm quan tâm đến Harvard Connection nữa khi mà họ đã có The Facebook, đúng không? Đúng lúc này, Tyler chợt nhớ ra Harvard có một bộ luật riêng lưu hành nội bộ, trong đó có quy định về việc các học sinh trong trường không được ăn cắp đồ của nhau. Bruh, ông có chắc là ăn cắp ý tưởng được coi là một hành động ăn cắp đồ không? Các bro không chịu nghe lời tôi nói nên vẫn cố chấp đi lên phòng hiệu trưởng để đòi quyền lợi. Chuyện này mà không làm ra ngu ra khoai, em sẽ mách bố em. Gọi cả mẹ lên đây luôn nhá, thầy muốn gặp mẹ em. Bị từ chối giúp đỡ, hai anh em đành thất thểu ra về. Trong một diễn biến khác, Mark và Savrin đang trên đường rong ruổi khắp New York để kiếm về các hợp đồng quảng cáo cho The Facebook. Tuy nhiên, trái ngược với vẻ hào hứng và nhiệt huyết của Savrin, Mark hoàn toàn thờ ơ với mấy cái hợp đồng quảng cáo. Anh cho rằng đây là lúc để mở rộng, chứ không phải là lúc để kiếm mấy đồng bạc lẻ. Đáp lại niềm tin ấy của anh, một người đặc biệt đã xuất hiện và thay đổi cuộc đời Mark mãi mãi. Đó chính là Justin Timberlake. Trong phim này, Justin đóng vai Sean Parker, một nhà sáng lập ứng dụng âm nhạc mang tên Napster. Tình cờ vào một ngày nọ, anh đã vô tình nhìn thấy Facebook trên laptop của bạn gái. Một chân trời mới như được mở ra trước mắt Sean, khiến anh cực kỳ tò mò và muốn gặp người đã sáng lập ra nền tảng này. Sau nhiều ngày sắp xếp lịch hẹn, cuối cùng Justin cũng đã có cơ hội để gặp mặt Mark và Savrin. Đi cùng cả hai còn có bà chị này, tên là London Tipton, bạn gái của Savrin. Cơ mà bà chị này cũng không quan trọng lắm, nên không cần để tâm quá nhiều. Anyway, ngay khi vừa mới xuất hiện, Sean đã đem tới một luồng gió mới, năng động và phóng khoáng. Với tính cách vui vẻ và thẳng thắn của mình, Sean đã rất dễ dàng lấy lòng được Mark và bạn gái của Savrin. Duy chỉ có Savrin là không vui lắm. Anh ghét Sean ra mặt, người gì đâu mà vắn vờ, đã thế là còn hay khoe khoang và phở lách các thứ các thứ. Nghe đồn anh ta còn bị thám tử tư theo dõi vì quá khứ chơi bời bay lắc, gái gú các thứ kiểu. Thế nhưng tất cả những điều đáng ghét kể trên lại biến thành điểm mạnh trong mắt của Mark. Anh đã tìm thấy một người cộng sự có cùng chung chí hướng và hơn hết là cũng thích nghĩ lớn giống anh. Và thế là Sean chính thức trở thành cổ đông của The Facebook. Trước khi rời đi, anh ta cũng không quên nhắc nhở Mark bỏ mẹ chữ giờ đi, để là Facebook thôi cho nghe nó chất chơi. Bước đầu tiên trong kế hoạch hợp tác với Sean, Mark đã hỏi mượn Savrin 18.000 đô la Mỹ để chuyển địa bàn đến California cho nó gần nơi của Justin Timberlake, và đồng thời cũng để tiện mở rộng địa bàn luôn. Trong lúc Mark đang mải mê vui chơi tiệc bể bơi thì Savrin phải lặn lội khắp nơi để tìm kiếm hợp đồng quảng cáo về cho công ty. Ấy thế nhưng Sean Parker lại một lần nữa khẳng định với Mark rằng quảng cáo là không cần thiết, cái quan trọng nhất bây giờ là phải mở rộng quy mô, vượt ra khỏi tầm châu lục. Nhưng mở rộng thế nào đây, khi gần như toàn bộ số vốn mà công ty có đều đến từ nhà tài trợ vàng Eduardo Savrin? Sau một hồi suy nghĩ, Sean liền bày cách cho Mark đi xin tài trợ từ các quỹ đầu tư bảo hiểm. Chưa kịp đăng ký lên sắc tay gọi vốn thì bất chợt Savrin đi công tác về. Anh vô cùng tức giận vì cảm giác bị Mark cho ra rìa. Cùng là đồng sáng lập với nhau, thế nhưng mà cứ hễ có chuyện gì lớn của công ty, Mark cũng đều tự quyết, chả thèm hỏi han ý kiến trời. Trong cơn tức giận, Savrin đã ra ngân hàng để đóng băng tài khoản của công ty. Hành động này của anh đã vô tình khiến Mark và Sean không thể kêu gọi được nhà đầu tư, khiến cho việc mở rộng cũng bị chậm lại nhiều chút. Vô cùng tức giận trước hành động trẻ con này của Savrin, Mark dành hẳn một bài rap diss qua điện thoại dành tặng cho Savrin và nhắc cho anh nhớ rằng đó là khoản đầu tư giá trị nửa triệu đô.
là nửa triệu đô đấy thằng chó người nhện này. Chúng ta không có ông chú nào giàu để mà tài trợ đâu. Và thế là Savrin lập tức chia tay bạn gái rồi bay về San Francisco ngay trong đêm để về ký hợp đồng nhận tiền đầu tư và xác nhận số cổ phần mà anh được nắm giữ. Thế nhưng Savrin không hề biết rằng bản hợp đồng anh vừa ký thực chất là một cái án tử đã được sắp đặt sẵn bởi chính người bạn thân của anh. Để rồi vào một ngày nọ, khi Facebook chính thức ăn mừng thành viên thứ 1 triệu thì Savrin cũng nhận được hung tin rằng Mark đã âm thầm đem cổ phần của anh đi chia cho các nhà đầu tư mới. Từ chỗ nắm giữ 30% cổ phần cách đây vài tháng, thế nhưng tới nay Savrin chỉ còn vỏn vẹn 0.03%. Savrin không thể hiểu tại sao Mark lại có thể làm như vậy với người đồng sáng lập của mình. Anh bắt đầu khóc như Mark Ben chết lần hai, rồi bực tức bỏ về, ấp ủ kế hoạch khởi kiện Mark Swan và những người bạn. Thực ra toàn bộ chuyện này đều được giật dây bởi Sean Parker. Mark Swan tuy có biết, nhưng cũng không ngờ là Sean lại quá đáng đến vậy. Anh cảm thấy bản thân có chút sai lầm, nên đã xin phép không tham gia vào buổi tiệc ăn mừng. Và thật may, đó là quyết định sáng suốt nhất của Mark từ lúc sinh ra đến giờ. Với bản tính ăn chơi chắc táng của mình, Sean đã tổ chức một buổi sa đọa đúng nghĩa, gái gú, đồ đạc các kiểu. Để rồi khi bữa tiệc vượt ngoài tầm kiểm soát, cảnh sát đã ập vào và bắt quả tang cả đám. Cái gì trên tay kia? Đây là bụi phấn, tôi đang dạy thêm mà. Bộ có cho phép dạy thêm đâu thằng chó này, lên phường. Biết tin phó giám đốc cùng toàn bộ nhân viên của mình bị bớ, Mark câm nín không nói lên lời. Em phải tin anh, chắc chắn là thằng Savrin chỉ điểm, cảnh sát không thể nào biết được. Em tin anh đúng không? Này mẹ, mày vừa mới lắc đầu đấy à? Mày biết là anh không thể nghe thấy mày lắc đầu đúng không? Kể từ hôm ấy, Sean chính thức bị sa thải, trở về với hiện tại. Như tôi đã nói ở đầu video, Mark đang đứng giữa hai vụ kiện khác nhau. Nhưng với bản tính lầm lì khó ưa của mình, Mark không chấp nhận hòa giải. Tuy nhiên, chị luật sư này đã cảnh báo cho Mark rằng nếu anh không chấp nhận hòa giải thì cho tới cuối vụ kiện, anh sẽ mất trắng, chẳng còn gì cả. Trước khi rời đi, chị luật sư còn để lại cho Mark một câu nói: anh không phải người xấu, anh chỉ đang cố trở thành người xấu mà thôi. Mark nghe xong như được đả thông kinh mạch. Anh bắt đầu suy nghĩ một lúc rồi tự tay kết bạn lại với người yêu cũ, người mà anh đã từng bóc phốt thậm tệ cách đây nhiều năm. Sau cùng, Mark Son đã phải đền bù 65 triệu đô la cho anh em nhà Wing của Boss, kèm theo một bản thỏa thuận không được tiết lộ. Savrin cũng được bồi thường, nhưng không rõ là bao nhiêu. Bù lại, tên anh cuối cùng cũng đã được đặt vào danh sách những người đồng sáng lập ra Facebook. Cho đến nay, Facebook đã phát triển tới mức nào chắc tôi cũng không cần phải nói nhiều nữa. Bộ phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Một lần nữa, tôi còn Quạ. Xin chào và hẹn gặp lại.